khởi tố người đàn ông chém chết vợ và nhân tình của vợ. Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, bắt tạm giam người chồng chém chết vợ và nhân tình của vợ để làm rõ tội giết người. Trưa ngày 22 tháng 3, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Lượng, 34 tuổi. Trú xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, để làm rõ tội giết người, quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình Sự. Tại cơ quan điều tra, Lượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng gây án vì chuyện mâu thuẫn tình cảm. Như thanh niên đưa tin trước đó, Lượng kết hôn với chị Trần Thị V, 35 tuổi, trú cùng xã, và sinh được 3 người con. Quá trình chung sống, hai bên không hòa hợp đã ly thân. Chị V chuyển ra ở riêng. Thời điểm sống ly thân, chị V có tình cảm với một người đàn ông khác và đưa về ở chung tại khu nhà trọ trên địa bàn xã Sơn Nam. Khoảng 19 giờ ngày 20 tháng 3, Lượng đến khu trọ phát hiện vợ mình ân ái cùng nhân tình đã dùng dao xông vào đâm chém khiến nhân tình của vợ tử vong tại chỗ. Chị V bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Sau khi gây án, Lượng gọi điện thông báo cho người thân và ra tự thú,